Chào, chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay em giới thiệu bác một chiếc quạt Mitsubishi nhé. Thì một cái em đã bán rồi à, nó hai cái đi chăng nhau, không khác nhau gì cái gì cả à, thì cái này em quay cho các bác ấy là nó sử dụng điện 200V và 220 các bác nhé. Nhưng mà dòng điện nó là dòng điện 3 pha, không phải một pha các bác nhé. Đấy. Thì đây là cái ngoại hình của cái quạt, nói chung là quạt hai con này thì nó khá là đẹp nhá. Đấy, cánh là cánh 40 của hãng Mitsubishi sản xuất. Thì ở trên đây nó có, nghĩa là nó có cái mũi tên là hướng cánh sẽ quay theo chiều của nó. Thì đây là thông số của nó các nhá, 120 ohm và 140 với dòng điện 3 pha 200V. 120 là với tần số là 50 Hz các bác nhá. 140W với tần số là 60 Hz với dòng điện 200V nhé. Còn phía sau là dòng điện 220 là công suất 135 và 145W à, cũng tương đương với dòng điện là 50 và 60 Hz. Tốc độ gió của nó là 3180 đấy à, trên 1 giờ các bác nhé. Đấy, mét khối khí trên 1 giờ. Số của Mitsu thì rất là rõ ràng à, Mitsu thì rất là nổi tiếng rồi. Thì cái quạt này nó gọi là quạt thông gió các bác nhé. Nếu cho nó là thông gió, nói chung là làm thay đổi không khí, trao đổi không khí ở bên trong nhà xưởng các thứ đó. Ốc kia còn rất là đẹp các bác nhá. Đấy, con này rất là êm, dây điện của nó dẫn ra ngoài đây thì nó có ba màu dây các bác nhá, ba màu dây. Thì một dây của nó trắng, đen, xanh. Đấy, thì dây cấp điện vào đây nhá là dây điện một pha, nghĩa là vào biến tần một pha nó sẽ có chữ R và S. Thì dưới bác nhìn thấy là R1 và S1, còn N là các bỏ nó nhá. Này thì cái đó là gọi như là trung tính, mình không có đấu dây điện vào đó, mình chỉ đấu vào hai cọc này thôi. Đấy. Là cái cọc này mình không 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 đấu nhá. Nếu mình có điện 3 pha mình đấu thì ok. Thì đây là cái mát của nó này. Thì cái này bác đấu theo như em. Đấy. Em sẽ đấu cho các bác theo bộ nào theo bộ đó nhá. Bộ này là theo bộ này và cái bộ quạt kia là theo bộ quạt kia. Đấy. Con này nó chỉ hơi bị nứt một chút xíu chỗ này thì do vận chuyển về thôi. Còn biến tần này nó dễ, 700 thôi. Còn mấy tuần này nó sẽ khởi động cái quạt này, bác theo dõi nhá. Quạt chạy rất êm. Đây là phía đằng sau, rất đẹp các bác nhá. Phủ bì của nó là 47 cm các bác nhá. À đâu, hơn hơn, xin lỗi các bác. Để em đo lại. Con này nó là năm mấy? Tại vì cánh nó đã 40 rồi, thì không thể nào cái quạt nó 47 được các bác nhá. Em kiếm cái thước, đợi em một chút nhá. Cái thước vừa em bỏ đây xong. Đây các bác nhá. Đấy, đường kính của nó 52 cm các bác, 52. Đấy, nó có bốn con lỗ để mình bắt ốc nhá, bốn con thì mình bắt đấy. Thì trong cái lòng cánh này là 40 đấy, lên là có nhiều bác bảo 50 thì nó hơi rộng. Thế xin lỗi các bác, nó là như thế này, bác khoét cái hộp nó đường kính 40 thôi đấy, 40 hoặc là 40 mấy thôi, 42 gì đó, tại vì nó phủ ra đấy, nó phủ ra là 52 thì tại vì sao nó phủ 52, tại vì cánh của nó là 40 rồi. Đấy, thì không thể nào nó làm phủ đúng 40 được các bác nhá. Tại cánh đã 40 rồi nó phải có xương của quạt và cái đế điếc của nó. Đấy, nên là nó sẽ rộng ra. Đấy, còn cánh của mình là mình tính cả cái phủ của cái quạt bác nhá. Đấy, nên là nó không chuẩn. Đây, còn em sẽ test máy cho các bác nhá. Bây giờ em sẽ khởi động quạt. Em sẽ reset đã. Và cài đặt sẵn rồi, bật và tắt thôi. Đây là bật nhá, bật lên. Đấy. Ok, nó sẽ khởi động từ từ từng con quạt chạy. Rất là êm đấy nhá. Đấy, tần số nó khi em cài đặt sẵn chạy đấy, êm không các bác, nó chạy thôi rồi luôn, 50 hạt nhá, rất êm. Đấy, gió kìa các bác thấy không, cái bếp ga kìa lung lay luôn các bác nhá, nhìn cái chồng bếp ga chưa đó. Thì nói chung là quạt của Nhật thì các bác cứ yên tâm về cái độ chính xác của nó, về cái thông số kỹ thuật của Nhật các bác nhá. Bây giờ em sẽ tăng lên 60 hạt thì mình giảm xuống cũng được, nhưng mà lưu ý nhé, mình dùng 50 hoặc là 50 thôi. Xuống thấp thì quạt nó chạy chậm hơn, thế thôi, nó được phép tăng lên 60 hạt nhá, mà chỉ có biến tần nó mới làm được thôi. Còn cục cả ba thì chịu các bác nhá, cục ba nó không làm gì được hết đấy, nó chỉ khởi cho nó chạy thôi, mà nó sẽ bị nóng motor lắm đó các bác. Đây, bác cứ nhấn nút này, bác cứ giữ nhiệt luôn cái dây này nhá, nhiệt luôn cho em nhá, nhìn này, nó sẽ tăng nhanh hơn. Bây giờ nó đếm từ từ thôi, nhưng mà nó biết mình đang nhấn, nghĩa là muốn tăng lên cao. Và bây giờ nó đếm từ số 10, 10 lần 1 đấy, các bác thấy không? Và bắt đầu nó lên số 1 bên này, tần số 50 kìa. Các để ý nhá, là 51 này. Đấy. Và nó sẽ lên rất là nhanh, 52, 53 luôn. Đó, ý là mình giữ càng lâu cái nút này thì là tần số nó tăng lên càng nhanh. Đấy,
nó cũng rất là hay. Đấy, bật lên tần số 60 Hz là nó dừng lại. Đấy, nó chỉ được phép 50 và 60 Hz thôi, nó không vượt quá được 60 Hz anh nhá. Đấy, tốc độ và gió kìa, anh nhìn thấy chưa? Đấy, cái bếp ga đằng xa nhá, cho bác coi này. Anh nhìn thấy bếp ga chưa? Đó. Đấy, thổi cái bếp ga nó lung lay này các bác nhá. Đấy. Gió của nó này rất là xa, các bác nhìn ra tận ngoài xa, em zoom máy ra ngoài xa các bác nhìn nhá. Đó, bác thấy chưa? Đấy, điều hòa các đang cách nó khoảng 10 mét. Đấy, gió đang thổi thấy xa. Bác nhìn cây đủ kìa. Đấy, bác nhìn cây đủ chưa? Cây đủ đó nhá, thứ nhất là không có gió bên ngoài các bác nhá, vì cái đu đủ đó nó ở trong cái mái tôn nên là không có tác động gió bên ngoài vào đó được đâu anh nhé. Đấy, cái quạt nó thổi gió nó hất ngược lên trên đó đó anh nhé, gió của nó rất là mạnh. Quay lại cái quạt và coi đấy, quạt nói chung là rất đẹp các bác. Đấy, các bác nhìn chạy thì nó thôi rồi luôn. Êm, đấy, gió mạnh lắm các bác nhé, gió rất nhiều các bác nhé. Đấy, tại sao nó ghi lại thông số của nó là 3000 bao nhiêu đó bác, nhật nó rất là chuẩn về thông số bác nhé, quạt chạy rất êm, bác đi yên tâm. Và cái quạt này em đang bán các bác là giá của nó là 2,5 triệu một chiếc, chưa bao gồm biến tần các bác nhé. Cái biến tần của nó 700.000 nữa là 3,2 triệu một chiếc các bác nhé, giá chưa bao gồm vận chuyển. Bác nào cảm thấy hợp lý thì mua, còn bác mua cái quạt không em cũng vẫn bán cho bác cái quạt không với giá 2,5 triệu các bác nhé. Còn bác về đấu gì thì đấu, em thì ba bác quạt là đang chạy bình thường. Đấy, không có bảo hành cho bác cái gì hết nhưng các bác thông cảm nhá. Tại vì bác về bác đấu với cái gì thì em không biết, còn mua theo biến tần thì là em sẽ chỉ cho bác là máy chạy như thế nào, lắp ráp như thế nào. Đấy, chạy nó sẽ bền hơn nhiều so với các bác chạy cục A3 nhá. Đấy, nên là cái quạt nó sẽ rất là mát, cái bầu rất là lớn nhá. Có hơn 100W mà cái bầu nó cực kỳ to. Đấy. Ok các bác.